Đây là Nguyễn Văn Vũ, 31 tuổi, ở ấp 4, thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu, được công an xác định là đối tượng cầm đầu trong một đường dây tiêu thụ thuốc lá lậu quy mô lớn. Khoảng 7 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2020, tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu, công an thị trấn Gành Hào đã bắt quả tang Vũ đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, công an tạm giữ xe máy của Vũ điều khiển và 300 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Bước đầu tại công an, Vũ khai nhận đã nhiều lần vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu trong thời gian dài ở vùng ven biển Gành Hào, huyện Đông Hải. Để có nguồn thuốc lá nhập lậu, Vũ thông qua người em ruột là Nguyễn Văn Dầu đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tìm mua được số lượng lớn thuốc lá nhập lậu, Vũ đem về cất giấu tại nhà rồi bán lại cho nhiều người dân ven biển. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển tiêu thụ thuốc lá nhập lậu có quy mô lớn này.